câu hỏi 1, 2 Câu hỏi số 1 Trong vòng 5 năm tới bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền? Câu A từ 200.000 đến 249.000 đô Câu B 250.000 đến 499.999 đô Câu C 500.000 đến 4.999.999 đô Câu D 5 triệu đô hoặc nhiều hơn Câu số 2 Ước mơ tài chính của bạn là gì? A. Trúng sổ số, số B có một công việc cùng với các chế độ ưu đãi tốt, mức lương cao và có những ngày nghỉ nhiều. Câu C, bạn sở hữu riêng cho mình một ngôi nhà. Và câu D, bạn có những khoản thu nhập thụ động không giới hạn từ việc kinh doanh, từ bất động sản hay những khoản đầu tư khác. À, chúc mừng anh Tony Hồ với 48 điểm. Được không ạ? các anh chị khác chúng ta đã cộng xong cho mình điểm chưa ạ khi các anh chị làm xong thì các anh chị check lại các bạn câu trả lời của mình nếu các anh chị chọn câu a thì hãy đánh cho mình một điểm câu b thì hai điểm câu c thì ba điểm câu d thì bốn điểm và chúng ta cộng lại à, tất cả điểm với nhau để chúng ta xem chúng ta đang có khoảng bao nhiêu điểm đúng không ạ ở đây pha nhận thấy có rất nhiều bạn nhưng mà vẫn chưa thấy à, hình như tất cả các anh chị chúng ta cần thời gian thêm để cho anh chị tương tác các anh chị cộng lại số điểm của mình hay là, là các anh chị nào cần trở lại câu câu hỏi số mấy thì pha mô sẽ trở lại câu hỏi đó để chúng ta có thể hoàn thành cái bài trắc nghiệm của mình được không các anh chị câu 14 câu 5 Thôi bây giờ như vậy thì Phamo sẽ trở lại tất cả từ câu 1 trở đi. À, chúng ta sẽ đi lại một lượt 15 câu. Các anh chị nào mà đang sót câu nào thì chúng ta sẽ lướt nhanh qua và chúng ta bổ sung lại một lần. Các anh chị nha. Vâng, chúng ta sẽ đi lại. cái này thì à, tất cả sẽ có à, cái đoạn video để gửi lại cho tất cả các gì các bạn sau cái chương trình chia sẻ thì các anh chị các bạn có thể lấy nó làm tài liệu hoặc à, dùng để chúng ta sẽ đắp lại cái mục tiêu của mình câu một câu hai bây giờ phân sẽ qua câu ba bốn nha à. câu ba bốn ạ à. rồi chưa các anh chị Chúng ta đi qua câu 5 6 nha. Câu 5, bạn dành bao nhiêu tiền cho các khóa học hoặc đào tạo về tài chính và kinh doanh? Câu 6, khi phải đối mặt với một vấn đề khó khăn, bạn thường phải làm gì? Câu 7 8 thái độ của bạn đối với công việc của mình như thế nào và bạn sẽ làm gì nếu bị mất việc hoặc mất cái nguồn thu nhập câu số 9 câu nào miêu tả đúng nhất về tình trạng thể chất và mức độ tập trung của bạn câu 10 Câu nào miêu tả đúng nhất về phản ứng của bạn khi có người nói rằng bạn không thể làm được một việc gì đó? Câu 11. Bạn phải đưa ra một quyết định quan trọng và chưa biết làm thế nào. Điều nào dưới đây miêu tả đúng nhất quá trình ra quyết định của bạn? câu 12 Quan điểm của bạn về con người là gì? Chưa? Câu 13 Nếu có ai đó rắp tâm hại bạn Hoặc là làm ổn, tổn hại đến danh tiếng của bạn Thì phản ứng của bạn như thế nào? là câu 14. Bạn đang làm việc rất suôn sẻ và mọi thứ gì dường như đang diễn ra theo đúng như cái mong đợi của mình. Vậy bây giờ bạn sẽ làm gì? Và câu 15 quan điểm của người thân của bạn như thế nào về cái công việc của bạn hoặc công việc kinh doanh của bạn à, sau khi các các bạn à, các bạn hoàn thành được 15 bước này thì các bạn hãy cộng lại cho mình đối với câu a thì các bạn hãy cộng cho mình một điểm câu b thì hai điểm câu c thì ba điểm câu d thì bốn điểm sau đó các bạn cộng lại và các bạn comment ở trên cái group tương tác của chúng ta cái group chat này của chúng ta à, về cái số số điểm của mình. Ở đây pha mô có nhận thấy được một số các bạn như Kim Anh được 42, à anh Tony Đi Hồ được 48. tám à, Huy Mai Định được 45. À và và à, Vũ, Vũ Minh Hiếu đã được 45 điểm. À, bạn admin, admin là bạn tên gì à? Bạn có thể edit lại cái tên của mình để tất cả các bạn khác chúng ta chúng tương tác với nhau được dễ dàng và thuận tiện được không ạ? À? Các bạn khác thì các bạn đã có cái số điểm của mình chưa ạ à? để chúng ta có thể bước tới cái phần trả lời. Chúng ta đang ở đâu? Được không các anh chị? Nguyễn Hoàng Gia Bảo 54. Chúc mừng em. Có anh chị nào đã có kết quả cho bản thân mình rồi không ạ? À? Các bạn khác các bạn khác chúng ta đã cộng điểm cho mình tới đâu rồi ạ? À? À, bạn Ngân được 42 mươi bạn Đức Long được 49 mươi à, chín. Cái đoạn, cái bài học ngày hôm nay sẽ được đi lại thành file video và sẽ gửi lại cho tất cả các dịp các bạn để chúng ta có thể mai xét lại cho bản thân mình, để chúng ta có thể chia sẻ với những người khác hoặc là để các bạn có thể dùng làm cái bài chia sẻ bài đào tạo cho, cho chính bản thân mình và hoặc là những người khác, đúng không ạ? bạn phong vân được 50 mươi, uhm, Hoàng Tiến Trần thì chưa thấy chưa thấy đúng ạ chúng ta sẽ đi qua cái câu trả lời nha các bạn nhé hay chúc các bạn cần thêm cái à, thời gian để cho các bạn à, các bạn có thể có cái câu trả lời của mình rồi à, chúng ta sẽ cùng à, đi qua cái câu trả lời bạn Linh D được 52 điểm Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi qua câu trả lời Hãy đối chiếu với thang điểm dưới đây Và xem bạn đang đạt kết quả như thế nào Cô oh. đang thấy hiện tại đang có 383 đạt Bạn đang tương tác group Bạn uh, Julie Đào đang có 47 điểm Đúng không ạ? Số điểm Từ 15 đến 25 thì à, quan điểm của bạn về thành công hơi kém, bạn cần nghiêm túc xem xét lại quan điểm của mình. Nếu như bạn đang có từ 26 đến 35 điểm thì bạn đang ở mức trung bình. Bạn cần thay đổi quan điểm của mình theo một cái hướng nào đó nó táo bạo hơn 36 đến 45 bạn đã có quan điểm thành công rất là tốt. Bạn có tiềm lực nhưng bạn cần phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa Bạn có 46 đến 60 điểm Thật là tuyệt vời Bạn đã có sẵn những tố chất Để đứng vào những nhóm những người xuất sắc nhất Hãy phát huy nó Và những người xuất sắc này Thường chỉ có khoảng từ 2 đến 5% à, Chúc mừng những bạn Chúng ta có những cái mức à, Điểm từ 46 trở lên Và Đây là một cái tin mừng Các anh chị tất cả những kỹ năng này, tất cả những kiến thức này chúng ta đều có thể học tập, chúng ta đều có thể trải nghiệm và chúng ta đều có thể cải thiện nó trong tương lai. À, bằng những cái buổi chia sẻ như Expert Talk ngày hôm nay, à, bản thân Pha Mô cũng như tất cả những anh chị chuyên gia khác khi chia sẻ à, những cái kinh nghiệm, những cái bài học, những cái kiến thức mà mình có được à, đến tất cả các anh chị các bạn thì Pha Mô tin rằng những cái kiến thức này sẽ giúp cho các anh chị và các bạn chúng ta cải thiện bản thân chúng ta nhiều hơn nữa để chúng ta có thể chúng ta set up là mục tiêu, chúng ta cảm thấy đam mê với mục tiêu mình hơn, chúng ta có cảm thấy nó có động lực hơn, có thành công hơn. Được không ạ? À, trong những lần chia sẻ tới thì Phạm Mô sẽ chia sẻ cho các anh chị biết à, những cái bài học để chúng ta chúng ta luôn cảm thấy mình may mắn và làm thế nào mình luôn là người may mắn hoặc là những bài học về động lực, những bài học về à, marketing hoặc là những cái bài học gì đó chuyên sâu hơn để giúp cho tất cả các anh chị các bạn chúng ta đều thành công trong năm 2019 này. Đó là điều Pha Mô và cũng như tất cả các anh chị chuyên gia khác à, cam kết sẽ hỗ trợ à, những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cho tất cả các anh chị các bạn, đúng không ạ? À, pha Mô một lần nữa chúc mừng các anh chị chúng ta đang có những cái điểm à, số hơi cao và những cái anh chị chúng ta chưa làm kịp có những cái điểm số thấp hơn thì à, những cái buổi chia sẻ này à, chúng ta sẽ học và chúng ta thực thực tập với nhau nhiều hơn nữa để chúng ta có thể à, thành công hơn trong tương lai đúng không ạ chúng ta trở lại à, những câu hỏi tới câu hỏi đầu tiên trong trong vòng 5 năm tới thì bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền đúng không ạ theo bản thân Phamo, nếu như đã chọn khoản tiền thì tại sao lại mình lại chọn một cái khoản tiền thấp đúng không ạ bạn có thể chọn một con số bất kỳ nếu bạn muốn từ 100.000 đến 5 triệu đô. Điều đó là hoàn toàn do bản thân mình quyết định. Thế thì tại sao không chọn những con số lớn mà thông thường thì sẽ có nhiều người họ chỉ chọn khoảng 100.000. Tại vì họ họ chỉ tin mình làm được khoảng đó thôi. Những con số lớn hơn như vài triệu đô thì họ không có họ tin rằng mình không có khả năng làm được. Nhưng các bạn quên mất một điều rằng ở mơ chúng ta là của chúng ta và không ai đánh thuế ước mơ của mình cả khi các bạn à, dám nói dám nghĩ một con số táo bạo như vài triệu đô thì các anh chị các bạn đã có bắt đầu gieo trong tiềm thức của chúng mình tiềm thức của chúng ta những cái hạt hạt mầm về tài chính và chúng ta sẽ có những con số đó nếu như để để chúng ta có thể tự chọn thì các anh chị tại sao các anh chị không chọn con số lớn Cũng giống như các vận động viên vĩ đại Hay các nhà tỷ phú danh tiếng Đều quyết tâm nếu phải giành huy chương Thì sẽ giành cái huy chương vàng Chứ không phải giành cái huy chương đồng Nếu như bản thân Pha Mô mà trả lời câu hỏi này Thì Pha Mô sẽ gạch luôn con số 5 triệu Con số 5 triệu hoặc hơn ở câu D Và Pha Mô có thể thêm vào đó thành con số 50 triệu Đúng không các anh chị? Why not? Đúng không ạ? Tại sao chúng ta không chọn chúng ta một cái đáp số cao hơn đó chính là quan điểm mà theo pha mô thấy thì chúng ta cần phải có để chúng ta có thể trở nên thành công hơn câu số 2 ước mơ tài chính của bạn là gì à, điều bạn ước mơ chính là những gì bạn sẽ làm nếu như bạn không thể ước mơ những điều lớn lao thì bạn sẽ không bao giờ thực hiện những cái gì mà quan trọng như cuộc sống đây cũng là cái sức mạnh của những cái ước mơ lớn lao Vậy thì những cái ước mơ về tài chính của bạn nó lại nhớ là những cái điều gì à, khiến bạn cảm thấy thích thú và tự hào về nó. Bạn đừng có lo lắng xem liệu mình có thể thực hiện được ước mơ hay không. Đúng không ạ? Quan trọng là ước mơ của bạn không lấy đi của bạn bất cứ điều gì. Vì vậy, vậy bạn hãy dành thời gian để bạn có thể nghĩ lớn hơn, ước mơ lớn hơn. Câu số 3, câu nào dưới đây miêu tả đúng chất về tình hình tài chính hiện tại của bạn? cái câu hỏi này thì đa số sẽ cho các bạn thấy được cái mức độ hài lòng của bạn đối với tình hình tài chính của mình. Những người luôn khao khát thường làm việc chăm chỉ hơn và có động lực thúc đẩy nhiều hơn để thành công và tiến bộ nhanh hơn trong cuộc sống. Nếu bạn đã hài lòng với tình hình tài chính hiện tại của mình, thì điều gì, điều gì sẽ trở thành động lực để bạn thực hiện tất cả những điều cần làm để trở nên giàu có và thành công hơn? bạn phải đặt ra cho mình những mục tiêu nó ngày càng nó cao hơn và ước muốn nhiều hơn nếu bạn muốn thành công và không muốn trượt lại phía sau à, pha Mô thấy nhiều anh chị khi bắt đầu một công việc nào đó thì các anh chị đều có một cái năng lượng đều có à, mục tiêu rõ ràng nhưng khi bắt đầu một thời gian các anh chị không 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 đạt được những gì mình mình đang nghĩ hoặc là các anh chị làm chưa đúng cách thì các anh chị lại bắt đầu hoang mang và cái ước mơ đó nó càng ngày nó nó càng mất dần đi Quan trọng ở đây là khi chúng ta có ước mơ, chúng ta đam mê với nó thì các anh chị có thể thay đổi cách làm nhưng mục tiêu không thay đổi để chúng ta vẫn đến được cái đích chúng ta hàng mong muốn. Đúng không ạ? Câu số 4. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để kiếm tiền? Sự giàu có bắt nguồn từ những cái mục tiêu lớn cùng những hành động được duy trì liên tục lặp đi lặp lại liên tục các anh chị và hướng tới mục tiêu đó mỗi ngày rất nhiều người như pha Mô vừa nói lúc nãy rất nhiều người bắt đầu bằng những mục tiêu lớn lao nhưng rồi họ bị mất phương hướng sau vài lần gặp rắc rối và trở nên quẩn trí bởi những cái lo uh, lo lắng thường ngày khác à, để họ lại làm không giữ vững được mục tiêu của mình nên bạn phải dành ít nhất 2 giờ mỗi ngày để bạn thực hiện điều đó không quan không ai quan tâm đến tiền bạc và thành công của bạn hơn chính bạn đúng không ạ tất cả các anh chị master hoặc cả các anh chị Hitch, chúng ta phải dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để chúng ta chúng ta hoàn thành cái mục tiêu về tài chính cho mình mỗi một ngày. Chúng ta lặp đi lặp lại một điều đó liên tục đều đặn với mục tiêu chúng ta đặt ra thì phải mô tin rằng trong năm 2019 này tất cả các anh chị và các bạn đều sẽ thành triệu phú trong năm 2019. Câu số 5, một cái câu hỏi quan trọng, bạn dành bao nhiêu tiền cho các khóa học hoặc đào tạo về tài chính và kinh doanh? À, các anh chị thường đến với thành đến với đầu tư, đến với tài chính kinh doanh nhưng mà thường thì các anh chị lại đa số các bạn lại không sẵn sàng chúng ta dành nhiều thời gian chúng ta đi học, chúng ta chúng ta trang bị cho mình những kiến thức, đúng không ạ? Thay vào đó thì chúng ta bắt đầu thử trải nghiệm thử bằng chính cái kinh nghiệm của mình trên những cái cái bước đường đi những cái lĩnh vực đầu tư đó để chúng ta à, dùng phép tính thử và sai để chúng ta sàng lọc nó. Thế thì tại sao các anh chị chúng ta, à, chúng ta không biến tri thức à, trang bị cho mình nhiều tích thức hơn để chúng ta có thể trở nên thành công hơn? Thì hãy dành những cái khoản đầu tư cần thiết để chúng ta có thể à, có những kiến thức giống như ở à, trong đại gia đình Pham. À, ở đây à, chúng tôi cũng luôn có những cái khóa đào tạo và cái kỹ năng như là MFG, MIS MTC, uh, MIT, những cái buổi chia sẻ, expert talk, những cái buổi uh, đào tạo về kỹ năng uh, như ETT, có rất nhiều rất nhiều những cái chương trình khác uh, để giúp làm sao giúp anh chị chúng ta cải thiện kỹ năng của mình. Phạm Mô nhận thấy rằng trong những cái chương trình đào tạo, những cái chương trình thực tế về đào tạo uh, phát triển kỹ năng, phát triển về bản thân, uh, Phạm Mô nhìn được thấy được có rất nhiều rất nhiều um, những cái những cái giọt nước mắt các anh chị, hạnh phúc và sung sướng khi các anh chị khám phá ra bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Đúng không ạ? Và à, cũng nói tới những chương trình đào tạo thì Phamo à Mô sẽ chia sẻ với anh chị về một cái chương trình chuẩn bị sẽ diễn ra à, đó là chương trình MTC sẽ bắt đầu vào tháng 2 năm 2019, một chương trình cực kỳ cực kỳ à, đầy ấn tượng và bản thân Phamo cũng như rất là nhiều các bạn khác họ thường xuyên đi những cái chương trình này để các anh chị có thể trải nghiệm bản thân mình à, để chúng ta chúng ta trải nghiệm những cái cơ hội những cái tình huống mà thực sự không bao giờ tưởng tượng được các anh chị không bao giờ gặp được trong cái đời sống hàng ngày tại vì khi các anh chị gặp các anh chị đối mặt với nó các anh chị sẽ không biết làm gì Nếu nhưng ở những cái chương trình đào tạo nhân tc thì các anh chị có thể có những cái kỹ năng cần thiết hơn và biết và chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào và chúng ta sẽ trở thành chiến binh như thế nào và khi các anh chị trở về từ những chương trình học thực tế như thế này các anh chị sẽ mạnh dạn hơn trưởng thành hơn để chúng ta chúng ta chiến đấu vì cái mục tiêu chúng ta rõ ràng hơn câu số 6 khi phải đối mặt với một, một vấn đề về khó khăn bạn thường phải làm gì à, thì có một cái điều bí mật rằng những người giàu thì thường trở nên giàu bởi họ biết cách giải quyết các vấn đề khó khăn bạn thì phải học và phải vượt lên được khó khăn hàng ngày những bản thân pha mô cũng phải thường, thường xuyên đối phó với những cái vấn đề rắc rối và à, đó là một trong những cái công việc mà pha mô thực sự rất yêu thích tại vì khi chúng ta giải quyết được những cái vấn đề giải quyết được những rắc rối đó thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc vì chúng ta đã vượt qua vượt qua được nó, vượt qua được khó khăn của bản thân, vượt qua chính mình và chúng ta cảm thấy chúng ta thành công hơn rất là nhiều. À, và vì vậy, nếu như bạn muốn đứng vào top 5% những người thành công và thành đạt, bạn phải thực sự giỏi trong cái những cái xử lý tình huống như này. À, bằng những cái chương trình đào tạo thì ít nhiều sẽ giúp cho bạn, các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm làm thế nào để vượt qua những cái à, khó khăn đó, và giải quyết những khó khăn đó. Câu số 7, thái độ của bạn đối với công việc như thế nào? À, riêng pha mô thì à, thấy không có một cái cảm giác nào tồi tệ hơn bằng một cái việc mà bị mắc kẹt vào một cái một cái công việc gì mà bạn không có thích bạn không có hứng thú với nó nếu như bạn phải làm phải chọn nếu như pha mô phải chọn thì pha mô sẽ chọn những gì mình thích làm đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể trở nên thành công hơn nếu không yêu thích những gì mình làm thì bạn sẽ không bao giờ vượt qua được những cái khó khăn à, và ngược lại đúng ạ khi chúng ta yêu thích công việc của mình thì chính cái niềm vui cái niềm hứng thú đó sẽ cân bằng được hết những khó khăn à. và khi các anh chị thấy chúng ta có niềm vui niềm hạnh phúc chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn rất là nhiều và chúng ta sẽ trưởng thành hơn câu số 8. bạn sẽ làm gì nếu bị mất việc và mất nguồn thu nhập đây cũng là một cái thử thách các anh chị nếu có một cái tai họa nào đập, đập đến bạn có chịu cứu mình mà làm lũi um, trở về nhà à, năn nỉ sự hỗ trợ giúp đỡ của ba mẹ hay là bạn sẽ vực dậy tinh thần của mình và làm một điều gì đó để cải thiện cải thiện chính cái tình hình này thường thì những người thành công nhất à, thường hay là phải chịu nhiều thất bại nhất à, cũng giống như à, cái chương trình à, đào tạo à, ms vừa rồi à, các, các anh chị và các bạn có thấy một cái đoạn chia sẻ à, của Mo về một cái đoạn clip cách đây 2 năm đúng không ạ và khi đó thì pha mô có phải chịu rất là nhiều cái áp lực nhưng pha mô, à, pha mô luôn tin bản thân mình à, phải làm gì à, và có một câu nói từ một người thầy của mình à, nó sẽ làm nó đã làm cái kim chỉ nam cho bản thân pha mô là khi bạn thành công thì cả thế giới sẽ tha thứ cho bạn chính vì à, cái câu nói này à, pha mô lại tiếp tục à, đi theo cái mục tiêu của mình để chúng ta chúng ta chúng ta có thể À, gọi là lội ngược dòng để chúng ta có thể trở nên thành công hơn. Câu số 9, câu nào miêu tả đúng nhất về tình trạng thể chất và mức độ tập trung của bạn? Thực sự thì à, uh, Mô luôn nói là các bạn luôn có nhiều năng lượng hơn các bạn nghĩ. À, nếu như Pha Mô, Mô có thể yêu cầu các anh chị và các bạn có thể nói cho Pha Mô biết uh, 10 lý do. Uh, vì sao các bạn đang cho vào cái Expert talk này hoặc là các bạn đang à, chia sẻ cùng Pham Mô về vấn đề này à, thì các bạn cần bao nhiêu thời gian để các bạn có thể trả lời cho mình 10 cái lý do này đúng không ạ sẽ có rất là nhiều câu hỏi, nhiều câu câu trả lời như là 3 phút, 5 phút hoặc là à, nửa tiếng đúng không ạ thế nhưng các anh chị nếu như Pha Mô đổi ngược lại câu hỏi một chút xíu các anh chị có thể cho Pha Mô biết 100 lý do 100 lý do các anh chị, 100 lý do là các bạn tại sao các bạn đang học hoặc đang nghe nghe cái buổi expert talk này. Thì phải Mô tin rằng thì nó chỉ có khoảng 80 người. 8 80%, khoảng 80%, 80% các anh chị các bạn à à sẽ không biết là chúng ta lấy đâu ra được 100 lý do đúng không ạ? À? à sẽ có khoảng 15% thì các anh chị à, cố làm sao đó để các anh chị có à, đủ 100 lý do. Thế nhưng các anh chị sẽ có khoảng 5% các anh chị, 5% là các anh chị sẽ có hơn 100 lý do đó. Các anh chị có thể tưởng tượng rằng khi phải mua hỏi một cái câu hỏi như vậy và các anh chị có hơn 100 cái lý do, 120 lý do, 150 lý do, 200 lý do. Các anh chị muốn thành công như vậy thì các anh chị có tin rằng năm 2019 của chúng ta chúng ta sẽ trở nên thành công rực rỡ hơn đúng không ạ? Hầu hết thì mọi người đang làm việc với khoảng 50% cái cái khả năng của mình thôi. Và với cái câu hỏi vừa rồi thì ta Mô thấy nếu như tất cả chúng ta chúng ta đều trở nên cam kết với bản thân mình hơn, chúng ta làm vượt ngưỡng sự kỳ vọng. Tất cả những công việc chúng ta những công việc hàng ngày, những công việc kinh doanh chúng ta chúng ta luôn làm vượt ngưỡng sự kỳ vọng để chúng ta có hơn 120 câu, 150 câu hoặc 200 cái lý do trả lời thì Phạm Mô tin rằng tất cả chúng ta chúng ta đều thành công trong tương lai. Câu số 10. Câu nào miêu tả đúng nhất phản ứng của bạn khi nói rằng bạn không làm được một cái việc gì đó? À, Phạm Mô có chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình. À, nếu như bạn muốn thành công thì bạn phải quen dần với việc là thường xuyên nghe nghe thấy cái từ không bạn hãy quên nó đi À, phớt lờ nó đi. À, lúc còn bé khi à, ba mẹ rồi anh chị thầy cô thường nói không. Nếu mà như là mình là một đứa trẻ ngoan thì mình sẽ vâng lời và dừng ngay cái việc đó mình không làm nữa tại vì à, mình là một người ngoan đúng không ạ? Nhưng đó cũng là lý do tại sao 98% có những người trưởng thành thường có xu hướng dừng một hành động của mình như một phản xạ có điều kiện khi nghe ai nói là bạn không làm được, mày không có kinh nghiệm ở đâu mày có học gì về ở đâu để mày có thể làm nó và khi chúng ta nghe như vậy thì hầu như 98% chúng ta sẽ có một cái phản xạ là chúng ta dừng lại chúng ta cũng không làm điều đó tiếp tục nữa và bạn sẽ không thể thành công nếu nghe những cái lời như vậy à nếu cho bạn muốn nằm trong những cái top người thành đạt thì bạn phải thực tế hơn à trong thương trường thì không mấy ai chỉ bảo những cái điều tốt đẹp cho bạn họ chỉ quan tâm đến bản thân họ thôi quan trọng mình phải À, mình phải cố biết cố gắng làm được à, theo đuổi cái mục, mục đích của mình bằng những công việc bằng những cái đam mê à, vì vậy đừng có để những cái lời à, không hay không tùy hứng của những người chẳng quan trọng à, thì cũng giống như là à, khi chúng ta bắt đầu một công việc gì đó chúng ta ra một cái quán chúng ta nghe các bà bán nước mía bà nói chúng ta lại về chúng ta lại hoang mang đúng ạ? thực sự ra chúng ta hơn rõ ai hết các bạn đang biết chúng ta đang làm gì và đang khao khát trở thành người như thế nào những người khác thực sự họ họ không thể hiểu được đúng không à? ạ hãy nhớ khi bạn thành công cả thế giới sẽ tha thứ cho bạn câu 11 bạn phải đưa ra một quyết định quan trọng và chưa biết làm thế nào điều nào dưới đây miêu tả đúng nhất quá trình ra quyết định của bạn ừ. thì Thơ Mô thực sự tin rằng à, nếu bạn là những người có năng lực nhanh nhạy và hiểu rõ về công việc của mình bạn sẽ có đủ quyết tâm và à, quyết tâm để vượt qua những cái thời thời khắc khó khăn để bạn ra quyết định à, chúng ta đều có thiên hướng là chúng ta chúng ta thường đợi đến khi gọi là gần hết giờ hoặc là gần sát mức để chúng ta à, mới mới bắt đầu ra quyết định đúng không? Nhưng à, khi chính lúc các bạn ra quyết định là lúc à, số phận bạn à, hình thành bản thân pha mô trong tất cả những công việc kinh doanh thì pha Mô luôn say z yes và gật đầu với những cái cơ hội à, đến với mình à, khi các anh chị các bạn à, lắc đầu hoặc dùng cái từ không thì có một cái điều nguy hiểm rằng thì ngay lúc đó não mình đã chặn ngay cái cơ hội đó và nó không muốn à, phân tích thêm à, những vấn đề về cái cơ hội đó nữa và chúng ta chúng ta hầu như sẽ không tiếp cận được cái cơ hội đó à, thì thay vì như vậy chúng ta hãy say yes. chúng ta hãy gật đầu với nhau chúng ta hãy gật đầu với tất cả mọi cơ hội rồi sau đó chúng ta hãy dùng câu hỏi quay à chúng ta phải dùng câu hỏi hao là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta đạt được nó như vậy chúng các anh chị và các bạn sẽ thành công nhiều hơn Nhưng mà ạ câu hỏi 12 quan điểm của bạn về con người là gì à quan điểm của người của bạn về con người là gì à đối với nhiều người rằng thì à họ họ nhìn thấy à, đa số những con người họ không tốt với nhau họ ganh ghét họ họ muốn gọi là tiêu diệt nhau. À, thế nhưng khi các bạn biết à, học một cái cách à, chúng ta chúng ta cho đi nhiều hơn, chúng ta quan tâm đến người khác nhiều hơn, thì lúc này các bạn sẽ các bạn sẽ sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cũng giống như cái bài học của người thầy của Mô vậy à, khi bạn gặp một người bạn nói tôi muốn tôi muốn có một cái điều gì này, tôi muốn có một điều kia, tôi muốn có một điều nọ, thì thực sự ra ngay như bản thân người đối diện họ cũng không thích họ cũng không muốn nghe và thật sự khi giống đó chúng ta đòi hỏi quá nhiều thì chúng ta sẽ không có và ngược lại nếu chúng ta chúng ta nói tôi tôi có một điều muốn cho bạn cái này tôi có một điều muốn chia sẻ với bạn như thế kia và khi bạn có những cái điều bạn chia sẻ bạn cho đi à, như thế nào đó nhiều hơn nữa thì bạn sẽ là người thành công hơn và bạn sẽ là người hạnh phúc hơn đúng không ạ câu hỏi 13 khi một ai đó muốn hại bạn hoặc là làm tổn hại danh tiếng của bạn thì bạn phản ứng thế nào à, pha mô cũng là một trong những người mà thật sự ra rất là nhiều người à, thích cũng rất là nhiều người không thích cũng như anti fan đúng không thì à, thật sự với kinh nghiệm pha mô thì pha mô không khuyên bạn phải làm gì đó để trả đũa xét về mặt đạo đức nếu mà bạn hành động mà trả đũa thì nó cũng sai nhưng nó chưa hẳn là một cái đời lời khuyên đúng à, các bạn hãy nhớ rằng khi bạn giỏi hơn một vài người bạn giỏi hơn một vài người thôi thì bạn rất là hạnh phúc vì mình giỏi hơn họ đúng không ạ thế nhưng khi bạn giỏi hơn hàng trăm người bạn giỏi hơn hàng trăm người hàng ngàn người thì họ sẽ ganh ghét bạn họ sẽ ganh ghét bạn thế nhưng khi bạn giỏi hơn hàng triệu người thì họ sẽ thần tượng bạn vậy thì bạn muốn họ ganh ghét bạn hay bạn muốn họ trở nên thần tượng bạn đúng không ạ các chị có thể thấy à, lệ rơi đúng không? Sơn Tùng MTP hoặc là Lily Gaga họ à, họ có những cái cá tính riêng biệt đúng ạ thế nhưng khi họ họ làm theo những cái đam mê những cái cá tính đó của họ họ giỏi hơn hàng triệu hàng triệu người thì rõ ràng là hàng triệu hàng triệu nhiều người nhiều người khác bắt đầu thường từ họ đúng ạ hãy hãy chọn là chúng ta chúng ta sẽ giỏi hơn hàng triệu hàng triệu người để chúng ta chúng ta có những người đó họ thường tượng mình được không các anh chị à, câu 14 bạn đang làm việc rất suôn sẻ và mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng mong đợi thì bạn sẽ làm gì à có một điều rằng nếu như bạn đang ở trên đỉnh vinh quang thì bạn cũng không được không được phép là chúng ta tự mãn à, chúng ta chúng ta đừng có cho cho phép chúng ta cảm thấy chúng ta đang ở một cái thời kỳ tốt đẹp à, thay vì như vậy thì chúng ta chúng ta cần phải uh, set up lại cái mục tiêu mới hơn cao hơn để chúng ta chúng ta luôn trưởng thành hơn chúng ta luôn thành công hơn thay vì uh, chúng ta cảm thấy uh, mọi việc rất là tốt chúng ta bắt đầu có những cái sao lãng đúng không ạ và khi có những cái sao lãng xuất hiện thì chính thời khắc này là cái thời khắc nguy hiểm nhất của chúng ta khi chúng ta cảm thấy mọi việc rất suôn sẻ thì chúng ta sẽ nên uh, làm một cái gì đó đẩy cao mục tiêu mình hơn nữa để chúng ta có thể trưởng thành hơn và thành công hơn câu hỏi 15 quan điểm của người thân của bạn như thế nào về công, công việc kinh doanh của bạn? phần Môn nghĩ theo bản thân không nghĩ thì cái câu hỏi 15 này nó cũng rất là quan trọng tại vì chúng ta sẽ thành công hơn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh đó là à, vợ chồng ba mẹ anh chị người nhà người thân bạn bè chúng ta hiểu và ủng hộ à, ủng hộ về về cái công việc chúng ta đang làm đúng không? À, thế nhưng có sẽ có những những bạn những những bạn sẽ gặp những tình tình trạng như là à, họ sẽ không hiểu các anh chị đang làm cái gì quan trọng là à, chúng ta cái mục tiêu của chúng ta đủ lớn như thế nào để chúng ta có thể chúng ta vượt qua nó à, hãy nhớ rằng khi bạn thành công thì cả thế giới sẽ thay thử à, tha thử lại cho bạn đúng không ạ ừ. thì pa mô có à, như lúc nãy có nói thì trong những cái um, bộ chia sẻ tới thì mô sẽ có những cái bộ chia sẻ hơn về động lực, về may mắn, về online, về marketing để làm sao để chúng ta có thể tiến tới được thành công nhiều hơn, chúng ta tự tạo được cái nguồn thu nhập may mắn cho mình. À và có một cái câu nói như này các bạn, muốn thành công thì hãy học ở người thành công hoặc là muốn thành công thì phải đi đến những nơi thành công. Các anh chị, các bạn. Bây giờ chúng ta chúng ta hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta sẽ được, chúng ta sẽ thành chúng ta thành công và chúng ta được rất rất nhiều người họ ủng hộ chúng ta, họ tán thành chúng ta, họ tán dương chúng ta. À vậy thì các anh chị đang đang ở cái buổi tuyên dương thành công của chính bản thân mình. Các anh chị và các bạn muốn có bao nhiêu người sẽ ở đó tán thưởng các anh chị, ca tụng các anh chị ủng hộ sự thành công các anh chị thì con số đó là bao nhiêu ạ? Các anh chị có thể comment trên 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 trên, trên group chat cho phần mô thấy được ạ Các anh chị hãy tưởng tượng ngày hôm nay là ngày chúng ta thành công và có hàng trăm hàng trăm người ở đó họ tới họ chúc mừng chúng ta đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời rất là hạnh phúc đúng không các anh chị? Thì các anh chị muốn bao nhiêu người trong số đó sẽ sẽ tới ủng hộ chúng ta một vài trăm, một vài ngàn, một vài triệu hoặc một vài tỷ người Thì các anh chị muốn có con số đó là bao nhiêu các anh chị? Hãy mạnh dạng nó lên một con số, đúng không ạ? Như cái bài trách nhiệm chúng ta vừa trải qua Con số chúng ta có đưa ra 7 tỷ Wow, chúc mừng cô giáo Thảo 7 tỷ người Tuyệt vời phải không các anh chị? Khi chúng ta thành công, trước mặt chúng ta là 7 tỷ người Họ đang chúc mừng chúng ta Thật là hạnh phúc 2 tỷ người, cảm ơn Hoàng Vũ đúng không à. ạ? Đó đó đều là những con số thì thấy thì tại sao các anh chị không chọn con số lớn nhất? Đúng không các anh chị? Và nơi nào nơi nào có những người thành công họ họ tập trung nhiều nhất. Đúng không ạ? Thì các anh chị đến đó, các anh chị học hỏi họ, các anh chị giao lưu với họ, các anh chị hãy là người đến chúc mừng những thành công của họ. Để rồi sau đó những người khác sẽ đến chúc mừng các thành công của các anh chị. Đúng không ạ? các anh chị có biết phong mô đang muốn nhắc đến cái gì không các anh chị đó là chương trình gala dinner à, của chúng ta à, chương trình à, với bà T, à, để thế giới biết tên các anh chị tưởng tượng rằng các anh chị muốn có 7 tỷ người hai tỷ người tới chúc tụng mình thế thì tại sao tại sao các anh chị các anh chị lại không cùng với vài, vài trăm người vài ngàn người của mình đến chúc tụng thành công của người khác để chúng ta chúng ta có thể trải qua chúng ta có thể học hỏi chúng ta có thể chứng kiến những thành công của người khác chúng ta gặp gỡ những người thành công và chúng ta có thể học hỏi từ họ chia sẻ về họ và khi các bạn à, các bạn sống trong một cái môi trường à, toàn những người thành công toàn những người doanh nhân toàn những người triệu phú thì bản thân của các bạn sẽ trở thành doanh nhân và triệu phú pha Mô rất tin điều này và pha Mô cũng tin rằng à, rất nhiều các bạn các anh chị ở đây cũng tin và đồng ý với Phạm Mô điều này, đúng không ạ? thì chương trình à... <laughs> cảm bạn đặt gia, à, tất cả mọi người trên trái đất này, à, điều đó là tuyệt vời. à thì Pha Mô muốn nhắc lại cho tất cả các anh chị về cái chương trình với mặt thi này. thực sự ra có nhiều nhiều anh chị, chúng ta chúng ta nói hoặc là Pha Mô đã nghe rất là nhiều bạn nói là bạn của em À, chồng hoặc vợ hoặc gia đình của em họ không hiểu hoặc họ không ủng hộ cho các công việc của em đang làm tại vì em không có kinh nghiệm đúng không à? ạ thế thì tại sao các anh chị không dành một cái cơ hội này các anh chị có thể cho phép bản thân mình cùng những cái người đó những người thân của mình đến cái chương trình sự kiện này các anh chị có thể à, đưa vợ đưa chồng đưa bạn bè của mình hoặc là mời ba mẹ ba hoặc mẹ của mình đến cùng với À, cái chương trình đặc biệt này với mình để ba mẹ mình hiểu mình hơn ba mẹ mình biết mình đang đang làm cái gì đang học cái gì ba ba mẹ mình biết xung quanh mình những người đó hàng ngàn con người ở đó đều là doanh nhân đều là doanh nhân triệu phú à, và những người đó họ có kiến thức ở những lĩnh vực khác nhau và họ sẽ giúp đỡ bản thân mình nhiều hơn đúng không ạ các anh chị hãy tưởng tượng nếu bây giờ bản thân mình đến với đó với cùng với ba mẹ chúng ta chúng ta gặp rất là nhiều các anh chị doanh nhân khác, nhiều các anh chị triệu phú khác, nhiều các anh chị thành công ở những lĩnh vực khác nhau tại đó, ở trên toàn châu Á họ đến với nhau, chúng ta đến với nhau vào cái ngày 16 tháng Giêng đúng không ạ? Và ba mẹ các anh chị và các bạn sẽ nghĩ điều gì đúng không ạ? Như bản thân Pha Mô thì uh, Pha Mô đã rất mắt khi uh, ngày đến cảnh này và hôm đó thì chắc chắn một điều rằng Pha Mô sẽ đến cùng với gia đình của mình và Pha Mô tin rằng tất cả các anh chị và các bạn sẽ cùng Dành những cái gì yêu thương nhất Cho uh, những người thân của mình Như ba mẹ, vợ chồng, anh chị em Hoặc là bạn bè thân của mình Để chúng ta cùng có mặt Tại cái buổi uh, gala tuyệt vời này Để rồi sau đó Chính các bạn sẽ là người uh, Tiếp theo để Có những người khác họ đến họ chia sẻ Họ đến họ uh, Ủng hộ ca ngợi những cái thành công của các bạn Các anh chị Các anh chị có đồng ý phát mô điều này không ạ? À? À, đây là một số cái uh, cái hình ảnh về cái chương trình thì các anh chị có thấy à, đây là à, những cái sự kiện đẳng cấp được mong chờ nhất chúng ta chỉ còn khoảng à, khoảng một tuần nữa à, để chúng ta sẽ có mặt tại đây thì pha mô rất tin rằng tất cả ngày hôm đó chúng ta sẽ cùng có mặt tại đây để chúng ta có thể cùng à, thành công với nhau cùng chúc tụng nhau để rồi tất cả chúng ta sẽ làm nên cái điều kỳ tích cho chính bản thân mình trong năm 2019 đúng không ạ À, chương trình quy tụ gần 1.000 nhân toàn cầu à, với ba màu sắc đêm hội là màu trắng, màu đen và màu đỏ, đúng không? các anh chị thấy chúng ta sẽ hòa mình vào một cái không gian sang trọng, âm thanh sống động, sân khấu hoành tráng, ánh sáng lung linh. À, đây là những cái khung cảnh thì các anh chị sẽ trải nghiệm đó để đến chúng ta trải qua đó với sự góp mặt của nhiều ca sĩ ngôi sao hàng đầu như là à, danh ca Ngọc Sơn ông hoàng không ngai hoặc là à, ca sĩ võ hà Trâm, quán quân của cuộc thi âm nhạc bolero à, hãy nghe tôi hát các anh chị thấy à, setup rất là sang trọng à, ấm cúng rất là chuyên nghiệp thì các anh chị tưởng tượng rằng khi ba mẹ người thân của mình và chồng của mình đến cùng với mình trong những sự kiện tuyệt vời như thế này họ hạnh phúc không các anh chị họ rất hạnh phúc họ cảm động không ạ và mỗi tin rằng họ rất cảm động vì con của mình người thân, người yêu, người chồng của mình à, người vợ của mình đang đang đi đúng đường, đi đúng hướng và đang trở nên thành công hơn à, và đây sẽ là đêm vinh danh những cái à, bạn, những cái cá nhân, những cái tập thể mà chúng ta có những cái thành tích cực kỳ ấn tượng và phong mô tin rằng cái điều này sẽ đến với chính tất cả các chị và các bạn trong à, những cái lần gala tiếp theo, tại vì chúng ta luôn tôn trọng, chúng ta luôn ủng hộ thành công của người khác thì điều đó sẽ đến với chính chúng ta. Những gì chúng ta à, có trong đầu thì chúng ta sẽ có nó trong tay. Đúng không ạ? Đêm của những cảm xúc thăng hoa và những khoảnh khoảnh khắc bất ngờ và đáng nhớ. À, có những cái màn trên tài đỉnh cao của các đội các team với nhau. À, ngoài ra còn có những chương trình à, bốc thăm trúng thưởng. À. <cười> <cười> và và nhiều cái điều may mắn tuyệt vời nữa đến trong ngay cái dịp tháng giêng trong ngay cái tháng đầu năm mới và pha Mô tin rằng à, đó là những cái điều à, hết sức tuyệt vời khi chúng ta khởi đầu một năm mới để chúng ta đón tất cả những may mắn cho bản thân mình cũng như tất cả may mắn cho à, ekip của mình, team của mình, à, người thân người nhà của mình để chúng ta xác định rằng với thế giới rằng à, chúng ta sẽ thành công trong năm 2019 này để tất cả thế giới biết đến tên chúng ta à, Famo sẽ à, hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong cái đêm gala tuyệt vời này. À, à, đây cũng là cái à, nội dung à, chia sẻ à, những cái gì có thể giúp các anh chị sẽ đắp lại mindset bản thân mình để các anh chị có thể à, tự tin hơn với bản thân mình, các anh chị có thể đi theo đúng cái đơn mơ của mình. Chúng ta chúng ta sẽ có cùng đồng đội của ekip để chúng ta đi luôn liên tục đi đến những thành công tiếp nối thành công. À, Mô sẽ hẹn gặp lại à, tất cả các anh chị và các bạn trong cái uh, bộ chia sẻ tiếp theo nó sẽ có, có thể là sẽ là chủ đề về may mắn làm sao để bạn có thể là người luôn may mắn và làm sao bạn có thể hút may mắn hút thành công với mình tạo động lực cá nhân hoặc là về um, online hoặc là về uh, những cái uh, lĩnh vực đào tạo khác à, xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những cái bộ chia sẻ tiếp theo của Mô cũng như tất cả các chuyên gia uh, trong expert talk À, chúc tất cả các anh chị và các bạn có à, một ngày à, một ngày cuối ngày à, vui vẻ và hạnh phúc